Xin chào toàn thể quý vị anh chị em lại trở lại kênh test âm thanh của Trung Kiên Audio. Đây là một kênh chuyên test và review các sản phẩm âm thanh bãi, các cái sản phẩm loa cũng như âm ly của Nhật bãi, hàng Mỹ, hàng Nhật nói chung. Hôm nay em lên với các bác một cái chiếc loa của hãng Denon, một chiếc loa center anh em nhé. Đây là một chiếc loa center toàn giải với thông số là với model của nó là C3.1, với trở kháng là 8 ohm và với công suất max của nó là 80W. Đó. Hình thức còn tương đối là đẹp, vuông và hình sắc cạnh anh em nhé. Đây, đấy, loa không bị xít mẻ. Chỗ này đề ca nên com chút xíu thôi, không đáng kể. Đấy. Hình thức tổng thể là còn đẹp, vuông ván hết anh em nhé. E căng đầy đủ. Đấy, e căng đây. Đó. Này là vết bẩn anh em nhé, vết bẩn nhưng phải vết không phải vết rách đâu nhé. E căng còn nguyên lành, không bị rách. Chất âm của cặp của chiếc loa này thì vô cùng tuyệt vời rồi. Đấy. Phù hợp cho anh em mà các bác mua về để ghép thêm vào các cái dàn âm thanh, các dàn mini của anh em để trợ tiếng lời cho các cái dàn nghe nhạc của mình nhé. Các bạn đang xem trên kênh của TikTok cũng như kênh của bên Facebook thì các bác có thể inbox vào số Zalo này 0975 575 262. Bên em sẽ gửi bản video test full cho các bác nhé. Còn các bác xem trên TikTok hoặc xem bên Facebook thì nó chỉ xem được một đoạn đầu của video thôi. Đấy. Còn video đầy đủ em sẽ đăng tải trên kênh YouTube của Trung Kiên Audio. Đấy, tại địa chỉ là Trung Kiên Audio, tại tên kênh là Trung Kiên Audio, hoặc các bác có thể gõ là số điện thoại là 0975 575 262 tìm kiếm ở trên trên YouTube nhé, thì nó cũng sẽ ra cái kênh của bên em là Trung Kiên Audio hoặc là Trung Kiên Âm Thanh Bãi, ví dụ thế. Em có ba kênh cơ. Đó, hiện tại đang test chất âm của cái chiếc loa này với một cái âm ly Onkyo và em sẽ mở âm lượng lớn một chút xíu nhé. Cái con này thì nó sức chịu tải nó rất là tốt. Em sẽ mở ngưỡng âm lượng của nó là đây, em sẽ mở ngưỡng âm lượng của nó là ở ngưỡng 12 giờ và nó vẫn chịu đựng cực kỳ là tốt anh em nhé. Em sẽ mở thử cho anh em xem luôn. Đã quên rồi, còn gì đâu mà tiếc nuối tình nhau. Người cố quên mau, chôn vùi bao ngày yêu dấu. Ngàn lời yêu thương còn thấp thoáng giữa trời mênh mông. Bỏ lại sau lưng, bước đi tìm hạnh phúc mới. Một thoáng mê đời là cơn đau, là mất mát ngàn sao. Cố giữ cho nhau một lời chào khi gặp lại nhau. Từng ngày trôi qua ngỡ như tháng năm dài lê thế. Tình đời là thế, trách ai hỡi nhân tình thế thao. Em để vặn lớn hơn chút xíu, loa nó vẫn chịu tốt anh nha. Em thử vặn ngưỡng mà là 14 giờ cho anh em xem. Tôi không yêu nữa, nếu biết thế nhân là dối lừa, là thú vui thân xác mà thôi. Đôi trắng thay đen, mảnh áo trao tay, còn mong gì hạnh phúc ngày. Còn loa này, chiếc loa này nó có sức chịu tải cực tốt luôn. Đấy, nó có thể ghép vào các âm ly lớn cũng ok anh em nhé. Làm loa center, loa lời tuyệt vời luôn. Đấy, công suất max của nó là 80W và trở kháng là 8 ohm. Trở kháng 8 ohm anh em nhé. Đấy, rất đẹp luôn và cũng rất hay luôn. Anh em đặt loa liên hệ số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Cặp loa này em bán với giá là 830k, 830.000 anh em nhé. Và miễn phí ship toàn quốc cho các bạn anh em mình mua hàng chỉ cần đủ. Còn các chuyển cọc vui lòng cọc trước cho em 200.000. Tuy nhiên thì với các chuyển cọc em, các bác vui lòng trả phí ship giúp em. Phí ship cho chiếc loa này nó rơi khoảng độ 30.000 thôi. Đấy. Tuy nhiên nếu anh em chuyển đủ thì em sẽ miễn phí ship thôi các bác. Rồi, xin cảm ơn các bác anh em theo dõi video test và xin hẹn gặp lại các bác và anh em trong các clip test tiếp theo của Trung Kiên Audio.